Rồi ok, nghĩ mà tiếp tục ha. Rồi bây giờ thầy sẽ lấy một cái ví dụ kế tiếp là chúng ta xây dựng cái ứng dụng view của chúng ta ha, bằng cách là chúng ta build tool đó, bằng cách là chúng ta sử dụng cái thằng view CLI ha. Đây này, cái trang web này đó thì cũng có hướng dẫn chúng ta cài đặt đó này. Ok. Rồi bây giờ chúng ta tạo một cái ứng dụng thì cũng không có gì khó. Trước nhất là các em làm ha, các em à, thầy có để cái trang địa chỉ cái trang web này cho em này, các em có thể vô cái trang này để tham khảo không xây dựng. À, ví dụ như đây, trước nhất này, chúng ta thực hiện cái lệnh này hoặc là đây hoặc là lệnh này, đúng không? Ví dụ lệnh này, đó. Đó thì nó sẽ cài đặt. Và thứ nhất nó là install không đây. Đang install cái view này thì cái thằng này như này giải thích ngay mà nãy nó là start rất là chậm tại vì nó build lại hết cái project của chúng ta và nó hot reload cũng cũng chậm so với thằng vai chúng ta với cái cách mà chúng ta nói thằng nói ví dụ cho em em thấy nó load về rất nhiều cái thư viện. Ok, sau đó chúng ta mới thực hiện cái lệnh kế tiếp query a đi cho nó là nó sạch cái xíu này này thì đây tên cái dự án chúng ta ví dụ là số 1 được chưa. Đó. Tên dự án em muốn tên gì đó chúng ta đặt ví dụ này. Ok, nó bị lỗi ra, nó bị lỗi cái tập tin à, này nó báo là cái B1 của thầy view B1 của nó lỗi thầy vô cái thầy xóa cái tập tin đó rồi thì chạy được đây ha. Đó thì cái bước kế tiếp chúng ta này đó. Này đó được chưa. Rồi bây giờ nó hỏi chúng ta này, ví dụ như là chúng ta xài cái view 2 rồi view 3 sao. Ví dụ như là chúng ta xài cái view view 3 nhiên thì cái thằng này mới cài cái project này, theo CLI này thì nó nặng em thấy nãy giờ nó cài rất nhiều cái thư viện vô chúng ta. Ok rồi bây giờ cái tiếp nè, nó kêu chúng ta CD tới cái tên project chúng ta mới vừa tạo đúng không. Đó. Và mấy em chú ý nha, cái thằng này chúng ta chạy nó bằng là npm run shell đúng không, chứ không phải là giống như thằng vai nữa, khác chút xíu chỗ này được chưa. Đây. À, thấy thì nó build này, nó build chậm, mấy em thấy nó chậm hơn kia rõ ràng đúng không? Đó, đây. Nó chạy. Đây. Đây là cái khởi đầu của cái app view của chúng ta sử dụng C CLI. Thì chúng ta vô chúng ta coi thử cái cấu trúc của nó ha. Đó, cấu trúc project ban đầu của nó. Ok, ở đây em có thể đánh lệnh trực tiếp luôn code. Chấm à, cách phản cái nha, nhớ cách phản cái đây. Thì nó mở cái ứng dụng trình duyệt. Nên nó mở cái ứng dụng soạn thảo của chúng ta đây. Đó thì bây giờ em coi nó khác nhau cái gì. Cái thứ nhất đó, hồi nãy em các em thấy đó, cái tập tin cái tập tin HTML của chúng ta trong cái tạm chúng ta nữa này. Cái tập tin HTML chúng ta nó nằm ở ngoài cái mục gốc của nó đúng không? Mục gốc của nó. Còn bây giờ các em thấy bây giờ nó nằm ở trong không nằm trong cái thư mục gốc nữa. Để tôi đóng cái này lại cái đi. Nó không nằm trong thư mục gốc nữa mà các em thấy nó nằm ở trong mục mục list đây. Thấy chưa? À, nó khác cái kia chút xíu ha. À, cái tập tin HTML chúng ta đó bây giờ nó nằm ở trong trong mục public đây. Nó thì cái nơi trước nó khác, nằm ở vị trí khác thôi chứ thật sự thì nó cái nội dung của HTML chúng ta nó cũng cũng không có gì thay đổi thì nó cũng có cái gì em. Nó cũng có đây một cái container, một cái thẻ container chứa cái sức của chúng ta này. À, thấy không? Đó. Rồi, cái thứ hai các em thấy bây giờ trong cái còn mấy thằng còn lại thì các em thấy nó giống như cái chúng ta cài bằng vai thôi. Đây. Nó cũng tạo cái gì, nó cũng tạo cái đối tượng hay cái ứng dụng view của chúng ta rồi nó cũng ép vô cái thằng đầu tiên là cái thằng cộng hoàn gốc đây cộng hoàn gốc chúng ta rồi nó cũng mau tới gì mau tới HTML chúng ta đến HTML chúng ta thấy chưa. Đó. Cũng giống như thế. Đó. Rồi nó cũng có bắt đầu từ thằng cộng hoàn gốc chúng ta app ABB này đây thấy chưa. À cộng hoàn gốc chúng ta thì em thấy ở đây nó cứ bọc vô chỉ có một cái gì em thấy nó cũng có ba phần thêm nét này JavaScript này và CSS thấy chưa. À và ở đây trong cái template cộng phân gốc chúng ta đó có ép dụng một thằng con này nằm ở trong đây nằm ở trong cái thư mục component component con đó chính là hello gì hello world đây component đó này nó chỉ có một cái thằng hello world đây. À, thì em thấy component con hello world này nó cũng có gồm gì, nó cũng có template của nó này thấy chưa, nó cũng có gì script của nó này
nha. Đó, nó cũng có gì sẽ thật. Bây giờ như vậy thì nguyên cái thằng tablet này, nguyên cái thằng tablet này nó sẽ kết xuất vô đâu em, vô kết xuất ngay chăng chỗ cái mặt tablet của thằng cha nó chỗ này. Đây, kết xuất vô cha nó chỗ này. Bây giờ này, 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 em thấy nè, à nó inbox vô nè, hello world mà thấy chưa nè, nó đưa cái chỗ kết xuất của con nó vô nằm cái chỗ này thấy không. Đó. Như vậy hết cái mặt tablet này em, hết cái tablet của con này nó sẽ kết xuất vô ngay chỗ này, kết xuất ngay chỗ này. Được. Và hết cái mặt tablet này nó sẽ kết xuất vô ngay chỗ cái container trong cái trang tay mẹ ra chỗ này. Được chưa, được chưa ha? À, hiểu không em? Đó, đó là cấu trúc, là thầy mới vừa lấy hai cái ví dụ về cấu trúc của cái ứng dụng view chúng ta, chúng ta xây dựng build tool đó, nghĩa là chúng ta setup đó, chúng ta cài đặt đó, một hàng chúng ta cài đặt qua vai và view CL CLI được không? Được nha. Nhưng mà chừng nữa các bài thực hành chúng ta làm bài thực hành đó thì chúng ta xài cài bằng vai đi ha, nó nhẹ hơn này rồi nó nhanh hơn đó, và cài không như trong cái slide bài giảng của đây này đó, có hướng cách cái slide bài giảng có hướng dẫn cách nên cài này. Đó, hướng dẫn cách cài chúng ta đây thì chúng ta dựa vô đây chúng ta thực hiện thì không có gì khó đó. Đó thì cái mấy cái này nãy giờ thầy demo cho mấy em coi rồi đó. Đó. Thì như thầy nói mấy em nãy đó, mỗi cái single file component của nó gồm có ba phần. Đó, chúng ta nhìn chúng ta thấy này, này. Còn viên này coi này nhớ thêm nha, đây là một cái component gốc này, app chấm view này. Đó, nhớ là cái tập tin này cái phần mở rộng là chấm view đó, nó gồm có ba phần đây, template, JavaScript và C C test được chưa. Đây gồm có ba phần này thầy giải ở đây thì ở đây một ví dụ ha, nó cũng có ba phần này. Template chúng ta có thể nãy mà cái phần trước thầy có nói với em đó, chúng ta có thể quăng những sự kiện mà chúng ta bắt những cái sự kiện của nó, ví dụ như này chút xíu thì tới cái phần prop đó thì chúng ta sẽ nói là này, ví dụ như này giờ prop này cái phần thứ nhất ở trong cái cổng phố năm chúng ta quan tâm đó chính là hàng prop. Prop là gì? Prop đó là một cái từ khóa đặc biệt trong cái thuộc tính chúng ta nó được đăng ký trong cái cổng phố năm chúng ta để chúng ta truyền cái dữ liệu từ cái cổng phố năm cha chúng ta truyền xuống cái cổng phố năm con. Ví dụ như cái bài này nãy em, ví dụ này này, ví dụ như cái cổng phố năm ABB này, chúng ta muốn truyền một dữ liệu nào đó, truyền dữ liệu nào đó xuống cho cái cổng phố năm Hello World này, thì chúng ta có thể truyền nó bằng cách là chúng ta sử dụng qua cái từ khóa là prop, từ khóa là prop, được không? Nhưng mà em chú ý nha, thằng prop này đó là chúng ta chỉ truyền dữ liệu một chiều thôi, có nghĩa là mấy em truyền dữ liệu từ thằng cha xuống thằng con, hay xuống thằng con, cổng phố năm con, mà nó con đó chính là cổng phố năm con đó nha. Đó, cổng phố năm cha mấy em truyền xuống cổng phố năm con, mà chúng ta không truyền ngược lại nha, không truyền ngược được, có nghĩa là chúng ta không thể truyền dữ liệu từ cổng phố năm con tới thằng cha bằng cái từ khóa prop này, từ khóa prop này, hiểu không? Thằng con á, mà mấy em muốn truyền dữ liệu lên thằng cha thì các em có thể dùng thằng con quăng dông cái sự kiện, thằng con emit một cái sự kiện, emit một cái sự kiện và thằng cha bắt cái sự kiện đó và cha xử lý, cha xử lý nhớ nha. Đó. Prop đây là một cái từ khóa đặc biệt chúng ta có thể được sử dụng trong cái cổng phố năm của chúng ta để chúng ta truyền dữ liệu từ cái cổng phố năm cha xuống cái cổng phố năm con, hiểu không? Và nhớ là nó chỉ truyền một chiều thôi, có nghĩa là thằng cha truyền xuống cho thằng con chứ con không có truyền ngược lên cha được mặc định drop. Như vậy thì drop nó có thuộc tính là chỉ đọc thôi, chỉ đọc thôi chúng ta chứ chúng ta không không sửa đổi được cái không thể sửa đổi trong cái cổng phố năm con. Và thằng con mà chúng ta muốn truyền cho thằng cha thì thường con nó quăng một cái sự kiện, quan tâm cái sự kiện và hàng cha có thể bắt cái sự kiện đó và cha xử lý cái gì từ sự kiện thằng con đó gửi ra để sự kiện đó. Đây em thấy cái hình này, thằng cha này truyền dữ liệu xuống cho thằng con phần drop này, và thằng con có thể quăng một cái emit lên lên cha và cha có thể bắt cái emit này, cái sự kiện này cha xử lý. Thì trong drop chúng ta có thể truyền một cái dữ liệu chúng ta là kiểu chuỗi này, chúng ta có thể truyền dữ liệu kiểu số này, chúng ta có thể truyền dữ liệu kiểu boolean này, dữ liệu này kiểu đúng sai đó, và chúng ta có thể truyền là một mảng luôn cũng được này, mấy em có thể truyền là một cái đối tượng luôn ha, hoặc là các em có thể truyền nó luôn một cái function, một cái hàm,
hoặc là các em có thể truyền nó một cái gì em rút mịt luôn, rút mịt không có ai nhớ rút mịt không, rút mịt là cái phần chương cái dòng ship server đó, thầy đã giải thích cho em cái rút mịt rồi đó, thầy rất là quan trọng được không. À, anh xin quay đó nhớ không, anh xin quay rút mịt đó à, để chúng ta xử lý là không đồng bộ đó được chưa. À, em nào quên thì coi lại cái thằng rút mịt chứ anh xin quay cho anh bên cái chương trước chúng ta học à, để chúng ta xử lý không đồng bộ, không đồng bộ đó. À, thì nó có thể truyền à, những cái kiểu dữ liệu này kiểu chuỗi cũng được, kiểu số cũng được, kiểu link cũng được, kiểu array, kiểu mảng, kiểu đối tượng, có thể là một hàng, một cái rối mịt luôn. Thì thay vì các em viết như thế này, các em có thể là khi mà các em khai báo của rối mịt một cái thuộc tính trong rối mịt đó, em có thể định nghĩa cái kiểu dữ liệu cho cái thuộc tính đó luôn. Ví dụ như này, title phải là kiểu chuỗi, number phải là line, phải là kiểu number, ví dụ như thế. Ở đây là ví dụ này, ví dụ này, em như chuyện một cái chuỗi này, này ví dụ em khai báo này, rớt chúng ta thấy thôi là cái chuỗi này, thì ở thằng cha chúng ta có thể truyền nữa em, truyền cái chuỗi này vô thấy thôi này, được không. À, hoặc là chúng ta có thể truyền một biểu thức luôn cũng được này, nó sẽ truyền một biểu thức cho nó này, truyền biểu thức cho nó. À, hoặc là ở đây chúng ta truyền một cái chữ số này, ví dụ like chúng ta này, này. Like này chúng ta khai báo là chữ số này, nó thì trên thằng cha này, thằng cha này, thằng cha có thể truyền cho nó một chữ số này, được chưa. Hoặc là cái kiểu boolean thì nãy chúng ta nói kiểu đúng sai, hoặc là truyền cho nó một cái mã này, ví dụ như đây à, truyền cho thằng rốt mình này một cái mã, hoặc là order này là một cái đối tượng, chuyển luôn cái đối tượng luôn được chưa. À, chuyển luôn cái đối tượng cho nó luôn. Nó thì như này nãy thầy giải thích cho em rồi, thầy có nói em rồi à, nó chỉ là chuyển dữ liệu một chỉ em một chiều, một chiều được không. À, khi mà cái thằng cha cập nhật thì nó sẽ chuyển dữ liệu xuống cho một con à, nhưng mà không có chuyện ngược lại được chưa. Do đó cái thằng rớt chúng ta là thường có được tính là những em only read only, nghĩa là con chúng ta không có thay đổi cái giá trị đó, cái giá trị đó trong rớt nha, trong rớt. À rồi, cái này là ví dụ thôi. Đây, chúng ta cũng có thể khởi tạo cái giá trị khởi đầu cho thằng rớt cũng được, khởi đầu thằng rớt cũng được. Bây giờ chúng ta chú ý ví dụ này, chúng ta bằng cái ví dụ này à, cái slide này thầy thiết kế một ví dụ để thầy ví dụ cho mấy em thấy là các em truyền cái dữ liệu từ thằng cha chúng cho thằng con qua thằng con truyền dữ liệu ngược lại cho thằng cha bằng cách là quăng cái một cái sự kiện lên cho thằng cha và cha xử lý đấy. Đây là ví dụ này, ví dụ này là slide 100 thì đây cho cái slide nó chúng ta coi nha. À, rất là ví dụ cho thằng trăm này. OK. À, đó, coi như là thầy cài đặt nó rồi. À, thầy build nó rồi, như thầy setup nó rồi. À, chúng ta tập trung vào cái ví dụ này. À, thầy giờ thầy đố em nè. Cái này mấy em và thầy cài đặt cái ứng dụng này bằng Vi hay là bằng cái Vue CLI? Nhìn vô code này biết không? Nhìn vô cái cấu trúc nó biết không? Có nghĩa là setup á, thầy setup á, thầy setup cái project chỗ này đó bằng thằng cách một hay cách hai, tóm tắt lại cách một là cái bằng vai đó, cách hai là bằng cái sally của thầy đó. Ví dụ hồi nãy hai cái ví dụ đó bằng vai vai hay là sally, nhìn vô code này biết không. À, đứa nào trả lời cho thầy biết đây, đứa nào cho thầy biết đi đây, ngày nào mới mới đây, mấy người kia có học không. Trường Vũ trả lời cái Trường Vũ có đây không, alo Trường Vũ. À Trường Vũ. Vai. Rồi, vai hay là sinh lý mấy em? Vai hay là sinh lý? Đúng sai. Có người nào ý kiến khác không? Hồi nãy là nhớ là thằng này nó nằm cái index HTML ra, nó nằm ở ngoài đúng không nè. À, chúng ta coi này nè. Còn cái thằng mà sinh lý thì nó nằm ở đâu đó mấy em? Sinh lý nó nằm ở đâu rồi? CNI nó nằm trong cái thư mục là gì đó, thư mục gì nhớ không. À, sorry à, cái thư mục xóa này cho thầy coi, thầy có thư mục xóa này. À, bạn trao là đúng không vậy, thằng này là nằm trong thư mục gì đó em, public đúng không, public. Còn cái thằng Y chúng ta là nó nằm ở phía ngoài luôn, đúng là bạn trả lời đúng rồi đó mấy bạn nha, Y chúng ta nằm ngoài luôn đúng không. À, CLI là nó nằm trong thư mục public, còn cái thằng vai thì cái
HTML nó nằm ở ở ngoài trong một góc luôn ha. Ok rồi, à, lớp cũng giỏi ha. Ok rồi, bây giờ nè chúng ta coi cái quan trọng trong cái code chương trình cái thằng view chúng ta nè. À, bây giờ nè mấy em, thầy xây dựng một cái cầm phố năm cha. Trong cái slide bài giảng này, cầm phố năm cha của thầy chính là thằng view, chính là view đây. Còn cái cầm phố năm con này nè, cầm phố năm con này chính là cái thằng account info, account info, hiểu không? Nè mấy em thấy nè, trong cái account info này thầy có khai báo một cái group là user một, kiểu gì, kiểu chuỗi, thấy chưa, kiểu chuỗi. À rồi cái template của cầm phố năm con thầy ghi cái tên cái chuỗi đó ra. À, mà tên tôi đi ha, tên tôi, tên tôi, tên tôi ở cậu có năm con đi ha. À, ghi gì cho nó rõ ràng ngang chút xíu để mình dễ hiểu đó. Như vậy thì ở thằng cha mà nó chìm xuống vô cái prop này, prop này chúng ta kết xuất nó lên chỗ này, chúng ta coi kết quả được chưa. Đó, bên này mấy em coi cậu có năm cha này đó. Thành phố năm cha thứ nhất là mình có import cái thằng năm con vô, thấy chưa? Đó. Đây, account info, account info chính là con của nó này. Đó, import nó vô. Rồi chúng ta cho kết ở trong cái tem led của thằng phố năm cha này. Đó. Tên tôi là ở ở cùng phố năm con đấy ha, cái này còn có năm gì? Còn phố năm cha đi. Cho nó dễ, chúng ta dễ thấy, chúng ta đã thấy được hai thằng. Con này. Đó. Rồi, ở cùng phố năm cha mới đầu mình có cái thuộc tính username, nó tôi gắn là Nguyễn Minh Trung nè, hiểu không, tôi gắn là Nguyễn Minh Trung. Như vậy thì chỗ này, chỗ cần có năm cha này, viết cái chuyện này lên là Nguyễn Minh Trung chỗ này, được chưa. Rồi ở đây nè mấy em, ở đây mấy em thấy là thầy xài cái còn có năm gì đây, còn có năm con cái này đây, còn có năm con nó ở đây viết cái viết cái này và theo kiểu gì vậy, theo cái style gì vậy, cái style gì á, anh nào biết không, cái style gì mà nãy mấy cái style của mình á, cái này là khay gì mấy em, khay bắp đúng không, để bắt đó. À ở chỗ này chính là chúng ta nè em, à chỗ này chính là cái này chính là cái prop của chúng ta nè, là prop số 1 này, thấy không, số 1 này. À cái này là cái gì vậy, để hỏi bài nó mới trước rồi nó học bài này, hay dấu hai chấm là viết tắt của cái gì vậy em, dấu hai tắt này viết tắt của cái gì vậy, à để coi coi gì đây, Hồng Linh, Hồng Linh với cái này là cái gì, cái này viết tắt của cái gì vậy? Hả? Quê gì đây, viết tắt quê, quê gì vậy, mấy cái directory mà thầy kêu mấy em học mà thầy dặn mấy em học kỹ mấy cái đó, cái này viết tắt là cái gì mấy em, cái này viết tắt là cái gì, quê gì vậy, quê gì ta biết không, học lên là chờ cúp cua vậy, nãy giờ kêu học lên nãy giờ mấy lần không. À có một số người học mà nghe bữa sau là tôi tuyển danh đó. Đúng rồi, viết tắt của V, V3 đúng không. Như vậy thì ở chỗ này nha mấy em, à ở chỗ này nó sẽ gán username, username chúng ta đang là cái gì vậy, Nguyễn Minh Trung, nó sẽ gán Nguyễn Minh Trung cho username một này, có nghĩa là chúng ta truyền cái giá trị Nguyễn Minh Trung này cho cái thằng group, chúng ta truyền cho thằng group hiểu không. À chúng ta truyền cho thằng group, như vậy là lúc này username một ở đây nó sẽ mang lại gì em, mang giá trị là Nguyễn Minh Trung luôn, ở chỗ này nó cũng là Nguyễn Minh Trung luôn, được không. Đó vừa rồi là chúng ta cái đoạn code chỗ này là chúng ta truyền cái giá trị này, truyền giá trị cho thằng cha xuống cho thằng con này, thằng này là con này trong group này, đây username một này, đây username một, được chưa. Hả? Như vậy thì chương trình chúng ta chạy chạy thằng này bằng lệnh gì nhớ không, nó là thằng vai thì bắt đầu là đúng không. À, mấy em thấy nó chạy rất nhanh, nó không nhanh hơn kia đi, đúng không. À, nó lót hot lót được quá nhanh này, thấy không nha, mấy thằng cha này, con Nguyễn Minh Trung này, nó truyền xuống cho thằng con là Nguyễn Minh Trung đây, thấy không. Đó. Đây thằng cha này mới gán username nè, Nguyễn Minh Trung nè, đây thằng này nó kết xuất lên đây đúng không, và đồng thời nó gán cái giá trị này cho thằng con đây, thằng con chúng ta trong một group chúng ta có username một nè, đây username một đây, nó gán cho thằng con và chúng ta kết xuất cái username một này ngay trong cái này luôn, chờ hiểu đó đây ha. Bây giờ cái thứ hai nè, bây giờ thằng cha, bây giờ thằng con tôi quăng ngược giá trị lên cho cha nè. À, trong thằng con mấy em thấy trong template của thằng con thì có một cái nút button đây, list đây, run list đây, hiểu không. Khi em thấy là thằng con nó không có truyền ngược lên cho thằng cha bằng cái prop được,
mà em thấy ở đây kỹ thuật là thầy truyền thằng giá trị lên cho thằng cha bằng cách là khi các em click vô cái nút button này, thầy gọi cái hàm change username, thầy gọi trong công thức á, thầy gọi cái công thức là change username. Change username này các em thấy đây này chính là gọi này nè, thấy chưa? Trong cái change username này thầy quăng một cái sự kiện ra, đây đây là cái lệnh quăng sự kiện, đây nhớ cho thầy luôn, thầy biết tới thấy không đó. Thầy quăng ra một cái sự kiện này tên nó là gì, change you, change user, và thầy truyền cho một cái tham số. Trong cái sự kiện này thầy có chuyện một cái tham số là Nguyễn Văn Tài. Nguyễn Văn Tài. Thấy chưa? À chúng ta coi kỹ thuật này mai mốt là chúng ta có thể học code, mà code theo cái kỹ thuật này cũng được ha. À, thằng cha thằng con này, ở trong này thằng con đúng không? Thằng con chúng ta muốn truyền cái giá trị gì cho thằng cha. Thì thằng con quăng một cái sự kiện. Đây, ví dụ các em click vô cái nút này. Cái nút button này các em click vô thì nó gọi cái phương thức này quăng ra một cái sự kiện. Sự kiện tên là Change User. Change User. Và truyền cho nó cái tham số là Nguyễn Văn Tài. Nguyễn Văn Tài. À, chúng ta đây thằng con nó quăng nghe, bây giờ chúng ta quay ngược lại cha, chúng ta coi cha nó bắt cái sự kiện này nè, đây chỗ này là bắt sự kiện nè mấy em đó, trên user này đúng không, này trên user này, trên user này đó. Thì như nãy chúng ta nói cho ở đây chúng ta viết bằng kiểu comment, comment thì bên đây chúng ta viết bằng gì, cái bắt này bây giờ đó, trên user bắt cái sự kiện này, khi bắt sự kiện này à, thằng cha bắt cái sự kiện, thằng con quăng lên trên user bắt là rồi thằng cha mới gọi cái phương thức này ra thực hiện, khi mà bắt được sự kiện này nó gọi công thức này ra thực hiện. Cái S này chính là cái tham số ở dưới kề, ở bên ở dưới kiềm lên đó em, chính là này nè, S này chính là này nè, S này nè. Như vậy thì thằng con quăng lên cái sự kiện truyền theo một cái tham số này đó, sự kiện nó là tên này, thằng cha mới bắt cái sự kiện đó đây, và thằng cha gọi cái công thức này ra để xử lý cái sự kiện này đó, này S này chính là cái tham số truyền lên. Như vậy thì ta mới gán lại cái username này tên là gì, ớt, mà ớt nãy chúng ta quăng ở dưới con quăng lên là gì em, Nguyễn Văn Tài. Như vậy thì nó sẽ kết xuất ở đây là lại là gì, Nguyễn Văn Tài, đó là Nguyễn Văn Tài đúng không, đồng thời chúng ta gán thằng này lại luôn, truyền xuống cho con là Nguyễn Văn Tài, ví dụ như thế được chưa. Đây chúng ta coi code như này, là cái viết vô đây là bây giờ nó đổi thằng này là Nguyễn Văn, Nguyễn Văn Tài thấy không. À đây là cái chỗ mà chúng ta chiên dữ liệu ngược lại từ con lên thằng thằng cha, chiên dữ liệu từ con lên cha. Đó. Thằng con lên cha chúng ta không có sử dụng lớp nó chuyện được, mà chúng ta quăng ra một cái sự kiện rồi cái giá trị chúng ta gửi theo trong cái sự kiện đó, thằng cha bắt cái sự kiện đó và thằng cha xử lý đó. Đây. Được không em, được không, ok nhé, có gì thắc mắc cái này không, ta có gì thắc mắc cái này không, được ha. Đó. Vậy là thầy mới vừa ví dụ cho mấy em cái sử dụng cái prompt để chúng ta truyền dữ liệu từ thằng cha xuống thằng con, và thằng con chúng ta muốn truyền dữ liệu lên cho thằng cha thì chúng ta sao em, chúng ta quăng một cái sự kiện ra. À cái ví dụ này thầy chưa có để lên trên trên cái giờ thôi, để cho mấy em về mấy em tập đánh ví dụ này đi, ví dụ này đánh đi để thực hành luôn ha, khi nào không được thì nữa thầy cho có sao ha, khi nữa thầy cho mấy em có sao, giờ mấy em ví dụ này mấy em tập đánh này mấy em hiểu luôn. Rồi trong cái chúng ta truyền đó chúng ta cũng có là validation đó ha, chúng ta kiểm tra cái dữ liệu mà truyền nó hợp lệ hay không. À, thí dụ như là chúng ta drop A là truyền kiểu số thì chúng ta phải truyền cho này là kiểu số, hiểu không. Thí dụ drop C truyền là kiểu gì em, kiểu chuỗi là sao, ở đây nó có gì require là chu, nó có nghĩa là bắt bắt buộc phải phải có à, phải có à, bắt buộc thằng cha phải có chuyện cho con, ví dụ như thế. Còn ví dụ như drop D này là có giá trị mặc nhiên, nếu mà không truyền thì nó lấy giá trị mặc nhiên của nó là 100 đó. À, chúng ta phải regression của group của chúng ta, group chúng ta được chưa. À, nhớ nha, như vậy thì chúng ta có cái còn có năm cha còn có năm con thì chúng ta có thể truyền từ thằng cha xuống cho con, ừ, xin lỗi ở đúng là truyền từ cha xuống cho con thì chúng ta dùng group, còn quăng ngược lại thì chúng ta quăng, còn truyền ngược lại thì chúng ta quăng cái sự kiện đó. Về mấy em chạy thử ví dụ này ra, đánh là ví dụ mấy em tạo một cái build tool, tạo thì nãy thầy nói rồi chúng ta hay cách tạo đó, từ chúng ta sửa code chương trình là chúng ta nó viết cái chương trình này vô được rồi.